Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Từ sau khi vực chủ lão nhi đó cách tuyệt con đường liên thông đến thiên diễn đại lục và thần giới, ta không còn cơ hội trở về thiên diễn đại lục gặp người thân và bạn bè của ta. Nay thiên diễn đại lục lại bị vực chủ lão nhi bán cho ma vực, ta chỉ có thể đến ma vực để cướp lại. Cậu còn muốn đích thân đến ma vực? Thực lực của ma vực lớn mạnh, nếu cậu đi sống chết khó lường. Tôi muốn đi cùng cậu. Thay vì cùng ta đi xử lý việc riêng, ta cảm thấy cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Chuyện quan trọng gì? Trở thành vị vua mới của thú vực, dẫn dắt thú vực đi con đường đúng. Cái gì? Sao tôi có thể trở thành vua của thú vực cơ chứ? Cô là quý tộc của thú vực, lại là con gái của thừa tướng trước, bất luận là thân phận hay là danh vọng đều đủ. Nếu thú vực tiếp tục nội chiến, ma vực sớm muộn sẽ thống nhất thú vực, hai ta liên thủ để cho thú vực và nguyên dương vực trở thành đồng minh mới có thực lực chống lại ma vực. Nếu mình làm vua thì không thể nào đến ma vực với Tần Nam, không thể nào ở bên cạnh Tần Nam. Nếu không có người thích hợp làm vua mới, thú vực sớm muộn gì cũng sẽ bị ma vực công chiếm, sinh linh đồ thán. Trước mặt lòng riêng tư và đại nghĩa, nay mình phải chọn phía sau. Được, tôi sẽ trở thành vua mới của thú vực, tập kết bộ hạ cũ của phụ thân ta xây dựng lại thú vực. Si tâm vọng tưởng. Người có thể thống trị thú vực chỉ có thể là vạn xà tộc ta. Lão Cẩu, ông chưa chết. Ta là tộc trưởng của vạn xà tông, nào có thể dễ chết như vậy? Diệt các người, ta chính là chủ của thú vương. Mượn tay của các người trừ khử thú hoàng, ta không cần phải gánh tội danh giết vua, ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành vua mới. Tuy ta vẫn phải cảm ơn các người, nhưng các người lại không thể nào không ở lại đây. Xem vạn xa tộc hồn của ta, thôn thiên tà mãn. Đây là hồn tộc của ta, thôn thiên tà mãn này thần quân cảnh kiếp 6. Hôm nay, ra để các ngươi trở thành bữa ăn ở trong bụng của hồn tộc của ta. Ơi, ta còn tưởng là lợi hại cỡ nào, chẳng qua là con sâu lục quân cảnh kiếp 6. Chẳng lẽ lão cẩu ông đã quên, ta có vạn kiếp diệt thần kích. Cây kích lát đó của ngươi là cái thá gì chứ, nếu không phải là ta sơ ý, ta cũng không thể nào bị cây kích nát đó của ngươi đánh bại. Đây là tôn tộc ta dùng máu của vạn ma đúc thành, thực lực thật sự là mạnh gấp 10 lần cây kích nát này của ngươi. Lão cẩu này làm sao cũng không ngờ được, trong thời gian ngắn như vậy mình đã đột phá đến thần quân cảnh kiếp 3. Cộng thêm vạn ma diệt thần kích của kiếp 6 này, chém thôn thiên tà mãn của hắn không là gì cả. Não đầu người sắt, vậy thì thử xem. Thử là biết. Hồng Hà khuyên diễm. Đòn rất tốt. Lão cẩu, con sâu này của ông không được rồi.
khốn nạn, thử chiêu mạnh nhất của tộc hồn ta. Tà Diệm Thộn Thiên. Chiêu Tà Diệm Thộn Thiên này, võ giả dưới kiếp 6 chạm vào là chết, cho dù là võ giả thần quân cảnh kiếp 6 đến, cũng phải trọng thương, các ngươi tiêu rồi. Lần này năng lượng lớn mạnh để ta. Vạn kiếp diệt thần kích. Sao có thể, chiêu mạnh nhất của tộc hồn ta đánh không lại chín tam xoa kích này. Vạn xà tộc hồn ta sao lại như vậy? Đây nè, không gian thần dương liệt nhật. Đây là đâu? Lợi hại, thần dương liệt nhật này lại hấp thu một món báu vật. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là báu vật của Tần Nam ta. Đa tạ chủ nhân đã giải cứu, ta bằng lòng làm bất kỳ chuyện gì vì chủ nhân. Rất tốt, sau này gọi ngươi là Tiểu Thộn, đi theo ta, không thiếu lợi ích của ngươi. Dưới sự túy luyện của thần dương liệt nhật, thế gian vạn vật đều có thể nhận được cuộc sống mới. Tuy ngươi là xa thú, nhưng cuối cùng lại có được thân người. Đa tạ chủ nhân. Ta tu luyện mấy vạn năm chưa thành người, hôm nay được chủ nhân giải cứu, lại có thể có được cuộc sống mới, có được hình người, đúng là trời đã giúp ta. Lão cẩu, ngươi còn chiêu gì cứ việc dùng ra đi. Đáng chết, tế gia tộc hồn đối kháng với hắn cũng bại trận. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị hắn chém chết, chi bằng liều hết toàn lực bỏ chạy trước. Chờ núi xanh, trừ núi xanh không sợ không có củi đốt. Ngươi đừng đắc ý, thú vực sớm đã kết hợp với ma vực, lại ngươi diệt thú Thái Hoàng. Chủ của ma vực đó nhất định là sẽ tiêu diệt ngươi, tiêu diệt nguyên dương vực của ngươi. Chết đến nơi rồi còn lấy người khác để uy hiếp ta, ngươi cảm thấy có tác dụng hay không? Hừm, ta sẽ còn trở về. Muốn chạy không có cửa. Đúng lúc thử, Thộn Thiên Tà Mãn, ngươi tặng xem có tốt hay không? Vạn xà hồn ta, vạn xà tộc hồn ta, sao phải đuổi theo tộc trưởng, tên phản đồ nhà ngươi? Lúc trước ngươi tiêu diệt hơn ngàn đồng bào của ta, ngưng tụ máu và cơ thể của họ luyện hóa ta. Dù diệt tộc này, thù diệt tộc này, ta hận không thể nào ăn tươi nuốt sống người. Thối chết đi được. Làm tốt lắm Tiểu Thộn, quay lại đi. Chủ nhân, cái này hiến cho người. Rất tốt, về đi. Nay thực lực của ta đã là thần quân cảnh, kiếp thứ 3 đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút là có tư cách đột phá kiếp thứ 4 rồi. Hấp thụ viên thú đan này chắc chắn là đủ rồi. Nào, ta muốn đột phá kiếp thứ 4.
Chỉ là lôi của kiếp thứ một tư thôi. Kiếp thứ tư thôi, quá là nhẹ nhàng. Bây giờ ta đã là thần quân cảnh kiếp thứ tư rồi. Tần Nam càng lúc càng lớn mạnh rồi. Ơi, Thú Thái Hoàng và Xà Khoái đã chết. Thú vực này không còn cường giả nữa. Phụ thân, mẫu thân, các tộc người, đại thù đã báo, các người có thể yên nghỉ rồi. Quỳnh Tiểu, chia buồn. Hiện tại cô phải mau chóng trở thành tân vương, ổn định cục diện của thú vực. Thú vực và nguyên dương vực vĩnh viễn đều là bạn, như hai chúng ta vậy. Ngoài ra, lần này tôi đến thú vực, điều đầu tiên là báo thù cho quân dân của Nguyên Dương vực ta, thứ hai là tìm Thánh Ninh Thạch. Cô biết Thánh Ninh Thạch ở đâu hay không? Thánh Ninh Thạch tôi biết là thứ dùng để sử là thứ dùng để sửa tinh bích, nhưng nó sớm đã bị tên cẩu hoàng đế đó hiến cho ma vực rồi. Cái gì? Cẩu hoàng đế đó quả nhiên là hôn quân, lại đem thứ quan trọng như vậy dâng cho người khác. Như vậy thì nguyên dương vực của ta không còn màn phòng ngự, không thể nào bị động phòng thủ nữa, ta phải chủ động xuất kích đến ma vực. Giải cứu thiên diễn đại lục ra trước, mới tiêu diệt sạch sẽ ma tộc đó, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ma tộc vô cùng lớn mạnh, cửu vực này đã chiếm ba vực. Lúc này, yêu vực cũng đang chịu sự tấn công mãnh liệt của ma vực. Có thể chống đỡ được bao lâu còn chưa biết. Đối mặt với đối thủ lớn mạnh như vậy, chúng ta nên đối phó thế nào? Nhiệm vụ của Nguyên Dương vực tôi có thể giao cho Phạt Thần Tông tôi đích thân sáng lập. Nhưng nếu chủ động công vào ma vực, chỉ có thể dựa vào bản thân tôi cố gắng tu luyện. Ở thế giới kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu này, chỉ có bản thân mình lớn mạnh mới có thể bảo vệ người khác. Được rồi, tôi phải về Nguyên Dương vực đi trước một bước. Nếu thú vực của cô có loạn, có thể đến thông báo mọi lúc. Nguyên Dương vực của tôi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tần Nam, chờ tôi ổn định thú vực rồi sẽ đến tìm cậu. Nguyên Dương vực. Bên cạnh Thánh Thành Nguyên Dương, một tông môn lớn đứng giữa núi cao. Đây chính là Phạt Thần Tông mà sau khi Tần Nam rời khỏi Nguyên Dương vực, Du Dật Tiên và Tiêu Tịnh cùng sáng lập. Kiên trì lấy. Nghe nói thần phạt tông này do vực chủ của ngươi đích thân sáng lập, ta còn tưởng lợi hại cỡ nào, không ngờ phế vật như vậy, một người để đánh cũng không có. Chúng tôi không thể nào là mất mặt vực chủ, chúng tôi nhất định là phải bảo vệ tốt cho Nguyên Dương vực. Mau tế đại trận tông môn, nhất định là phải ngăn cản ma tộc này. Vâng. Một đại trận phòng hộ do một lũ kiến làm ra, còn vọng tưởng muốn ngăn ta, đúng thật là lực cười. Bỏ đi. Đúng lúc ta đang nhàm chán chơi với các ngươi vậy. Nghe đây, cho các ngươi 3 ngày để suy nghĩ, trong 3 ngày phải quy hàng ta, nếu không thần phạt tông này cùng với cả Nguyên Dương vực này sẽ bị ta chính tay bóp nát.
Chẳng lẽ ngươi không sợ vực chủ của bọn ta quay về hay sao? Đây, vực chủ của các ngươi, đúng là ngây thơ, lại muốn dùng sức mạnh của một mình đối kháng với thú vực, đúng là lực cười. Nói thật với các ngươi, thú vực có một tên pháp sư thần quân cảnh kiếp 5 chấn thủ. Với thực lực kiếp 1 thấp hèn đó của vực chủ các ngươi tưởng hắn có thể sống sót trở về hay sao? Cái gì có cao thủ thần quân cảnh kiếp 5? Vậy là vực chủ không về được rồi. Lần này chúng ta phải một mình đối mặt với ma tộc này. Còn đối mặt gì nữa, tất cả chúng ta cộng lại cũng đánh không lại tên ma tộc ở trên trời này. Rất tốt, cứ như vậy thì từ từ tuyệt vọng chờ chết đi. Tiêu rồi. Ba ngày đến rồi, vực chủ còn chưa xuất hiện. Nhất là chết trong thú vực rồi, vực chủ không còn nữa, chúng ta còn bảo vệ gì nữa đây? Theo tôi, chỉ bằng nhân lúc ma tộc đó còn chưa đến, chúng ta chạy trước đi. Phải đó, bây giờ chạy còn có thể có một chút sinh cơ, nếu tiếp tục thủ ở đây, vậy chắc chắn là sẽ chết. Các ngươi không được chạy. Nếu các ngươi chạy, đại trận hộ tông này làm sao có tác dụng? Đến lúc đó, phạt thần tông của chúng ta đến cả Nguyên Dương Vực đều không còn sức mạnh để chống lại ma tông. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn thấy Nguyên Dương Vực bị hủy hay sao? Tên vực chủ giác này lúc sáng lập phạt thần tông chính là vì cục diện như hôm nay, muốn để cho chúng ta làm bia đỡ. Chúng tôi không ngốc, mới không mắc mưu. Các anh em, chúng ta đi. Tôi không muốn chết ở đây. Các ngươi đúng là tức chết ta rồi. Hai vị trưởng lão, chúng tôi cũng muốn một tia sinh cơ, xin lỗi. Các ngươi cũng. Tiêu Tịnh, trận pháp không chịu nổi nữa. Các đệ tử toàn bộ bỏ chạy rồi, đại trận hộ tông cũng biến mất rồi. Đại tướng của ma tộc đó đến, Nguyên Dương Vực sẽ không tổ chức ra được phòng ngự đàng hoàng nữa. Chẳng lẽ, số mệnh của Nguyên Dương Vực ta cứ như vậy tận rồi sao? Dưới chân núi, không biết phạt thần tông thế nào rồi. Tránh ra. Tình hình gì vậy? Mình vừa đến, mấy tên đệ tử này sao đều muốn chạy vậy? Chẳng lẽ tông môn xảy ra biến cố? Cậu sao vậy? Còn không chạy đi? Vị huynh đệ này chắc là ra ngoài rèn luyện vừa về phải không? Đừng về nữa, mau chạy đi. Nếu không ma tộc giết đến, muốn chạy cũng không chạy được. Lại có ma tộc xuất hiện. Vậy sao các cậu không ra tay ngăn cản? Ây, còn ngăn cái khỉ gì nữa? Vực chủ rác rưởi đó mất rồi, chúng tôi còn đi ngăn cản, chẳng phải sẽ trở thành bia đỡ đạn hay sao? Chúng ta phải yêu quý mạng chứ. Mất rồi, ta mất khi nào? Mất? Ai nói cậu mất? Tôi nói vực chủ thực lực thấp đó. Không đúng, ý của cậu là tôi chính là vực chủ trong miệng các cậu. Chỉ dựa vào cậu, nếu cậu là vực chủ, tôi còn là cửu vực chi tôn. Ơi, một tên điền cũng không biết trúng gió gì, hắn muốn chết, chúng ta hà tất nói chuyện bao đồng. Họ đến rồi. 3 ngày đã đến rồi.
Bọn kiến các ngươi biến mất cho ta đi. Tiêu rồi, lần này chạy không chạy được nữa rồi, chết chắc rồi. Thực lực của thần quân cảnh kiếp năm giống như là tên xa khoái đó. Đây chẳng phải là tên ngốc muốn về tông môn lúc nãy hay sao? Bây giờ sao lại bay về phía của đại tướng ma tộc? Người đó là ai, không muốn sống nữa sao? Ơi, dám một mình khiêu chiến đại tướng của ma tộc thần quân cảnh kiếp năm. Người này đúng là không thể nào dùng ngốc để hình dung nữa, mà là ngu.